Cho nên ta chỉ xưng tán công đức tên gọi của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, khánh hỷ ý ông thế nào? Nếu không hồi hướng về trí nhất thiết trí, mà tu hành bố thí cho đến trí nhất thiết tướng, thì có gọi là chân thật tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng không? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không có. Bạch Thiện Thệ, không có. Phật dạy: Khánh hỷ, điều cốt yếu là do hồi hướng về trí nhất thiết trí mà tu hành bố thí cho đến trí nhất thiết tướng mới có thể gọi là chân thật tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng. Cho nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 6 đối với năm Ba La Mật Đa trước cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là bậc đạo sư. Do vậy mà ta chỉ xưng tán công đức tên gọi của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hồi hướng trí nhất thiết trí mà có thể tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng? Phật dạy: Khánh hỷ, vì dùng pháp không hai làm phương tiện, pháp không sanh làm phương tiện, pháp vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng. Cụ thọ khánh hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao lại dùng pháp không hai làm phương tiện, pháp không sanh làm phương tiện, pháp vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng? Phật dạy: Khánh hỷ, vì dùng sắc cho đến trí nhất thiết tướng không hai làm phương tiện, không sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao dùng sắc cho đến trí nhất thiết tướng không hai làm phương tiện, không sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng? Phật dạy: Khánh hỷ, sắc là tánh không, cho đến trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng là tánh không. Vì sao? Vì dùng sắc cho đến trí nhất thiết tướng là tánh không, cùng với bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng đều không hai, không hai phần. Khánh hỷ nên biết, do Bát Nhã Ba La Mật Đa nên có thể hồi hướng trí nhất thiết trí, do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có thể làm cho bố thí Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng được rốt ráo viên mãn. Vì vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với bố thí vân vân Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là bậc đạo sư, cho nên ta chỉ xưng tán Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ nên biết, ví như giải hạt giống xuống mặt đất, do các duyên hòa hợp, hạt giống được sanh trưởng, nên biết mặt đất là nơi để hạt giống dựa vào sanh trưởng và có thể đứng vững được. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa là chỗ nương tựa, chỗ xây dựng, chỗ sinh trưởng cho sự hồi hướng về trí nhất thiết trí, cùng với bố thí vân vân Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với bố thí vân vân Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là bậc đạo sư. Vì vậy ta chỉ xưng tán Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, này Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với công đức thù thắng lợi ích của Bát Nhã Ba La Mật Đa này nói không cùng tận. Vì sao? Vì từ khi con theo Thế Tôn thọ học công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa rất sâu, rất rộng, không bờ bến. Nếu có thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép, giảng giải, tuyên thuyết, điều truyền rộng rãi, lại đem các loại trà hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường, thì sẽ đạt được công đức cũng không bờ bến. Còn nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép, giảng giải, tuyên thuyết cùng khắc, thì đó là giữ gìn tất cả Phật Pháp. Do nhân duyên này cho nên thế gian liền có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc tu hành, bố thí, chỉ giới, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc 6 pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất cả thắng sự khác của thế gian đều xuất hiện. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích:
Kiểu thi ca, ta không thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, chỉ có thuyết công đức là ích thủ thắng trên. Vì sao? Kiểu thi ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đầy đủ vô biên công đức là ích thủ thắng, dù có phân biệt diễn thuyết cũng không thể hết. Kiểu thi ca, ta cũng không thuyết đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, lại dùng các bại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường các thiện nam thiện nữ vân vân, ta chỉ có thuyết công đức lợi ích thủ thắng trên. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, điều truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu, cho đến đèn sáng mà cúng dường, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này thành tựu vô lượng thù thắng, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn. Kiểu thi ca, nên biết các thiện nam thiện nữ vân vân này giống như Phật. Vì sao? Vì thọ trì đạo vô thượng của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, ở đời quá khứ vị lai hiện tại, nên quyết định hướng đến quả bồ đề của Phật, làm cho tất cả hữu tình được lợi ích an lạc không cùng tận, vượt hẳn các bậc thành văn độc giác. Kiểu thi ca, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của thanh văn độc giác, so sánh với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các thiện nam thiện nữ vân vân này, thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến không bằng 1 phần cực nhỏ. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này vượt khỏi tâm tưởng thấp kém của tất cả thanh văn độc giác, đối với pháp của thanh văn độc giác thừa thì không bao giờ xưng tán, đối với tất cả pháp thì điều gì cũng biết rõ, nghĩa là có thể biết việc vô sở hữu một cách đúng đắn. Kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào tâm không xa lìa trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, điều truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, ta nói người đó sẽ được vô lượng vô biên công đức lợi ích thủ thắng ở đời hiện tại vị lai. Trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư thiên chúng con thường theo ủng hộ các thiện nam thiện nữ vân vân này, không để cho tất cả người chẳng phải người vân vân và các duyên xấu ác làm tổn hại. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà thọ trì đọc tụng, thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử vì nghe pháp nên đều đến vân tập trong hội chúng, cùng hoan hỉ vui mừng cung kính thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, khi tuyên thuyết pháp tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì có vô lượng các thiên tử vân vân đều đến vân tập trong hội chúng, họ dùng oai lực của trời làm cho pháp sư tăng trưởng biện tài, tuyên dương không cùng tận trong lúc thuyết pháp. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, khi tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì có vô lượng các thiên tử vân vân vì kính trọng pháp nên đến vân tập trong hội chúng, họ dùng oai lực của trời làm cho pháp sư biện tả lưu loát trong lúc thuyết pháp, giả sử có gặp chướng nạn cũng không bị gián đoạn. Kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, lại dùng các đại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường, sẽ được vô biên công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại, ma và quân ma không thể làm não hại được. Lại nữa, kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào ở giữa bốn chúng và tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không khiếp sợ, không khuất phục trước tất cả câu hỏi,
Là vì vị ấy nhờ sự hỗ trợ của đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Lại nữa, trong tạo bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này có đầy đủ tất cả pháp phân biệt, đó là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp cộng, pháp bất cộng, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp bồ tát, pháp như lai, các pháp như thế, vô lượng vô biên pháp môn phân biệt đều thâu nhiếp vào đây. Lại do các thiện nam, thiện nữ, vân vân này khéo an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, cho nên hoàn toàn không thấy có người luận nạn, không thấy có chỗ luận nạn, cũng không thấy có thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, nhờ sự hộ trì của đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên không khuất phục tất cả luận nạn của các học phái khác. Lại nữa, kiểu thi ca. Nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, tâm thường không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, tâm không chìm đắm, cũng không hối hận, ưu sầu. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, không thấy có pháp có thể làm cho kinh hãi, sợ sệt, cho đến ưu sầu, hối hận. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, muốn được vô biên công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại, phải nên đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, điều chuyển rộng rãi. Lại dùng các loại trà hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, không được tạm bỏ. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, thì trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi. Lại dùng các loại trà hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này luôn luôn được sự kính mến của cha mẹ, sư trưởng, bạn bè, quốc vương, đại thần và các sa môn, bà la môn, vân vân. Cũng được sự hộ niệm của chư Phật, Bồ Tát, độc giác, thanh văn ở mười phương vô biên thế giới. Là được sự bảo vệ của chư thiên ma phạm, người chẳng phải người Atula, vân vân ở thế gian. Các thiện nam, thiện nữ, vân vân này thành tựu biện tài tối thắng không gián đoạn ở tất cả thời tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến trí nhất thiết tướng, không bao giờ giải đãi phế bỏ việc giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Các thiện nam, thiện nữ, vân vân này thành tựu thần thông thủ thắng của Bồ Tát, dù hành đến các cõi Phật một cách tự tại vô ngại. Các thiện nam, thiện nữ, vân vân này không bị tất cả luận sư ngoại đạo khác hàng phục, ngược lại họ có thể hàng phục tất cả luận sư ngoại đạo khác. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn được công đức lợi ích thù thắng không đoạn không tận ở đời hiện tại vị lai như thế, thì phải đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, điều chuyển rộng rãi. Lại dùng các loại trà hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Lại nữa, kiểu thi ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nhờ viết chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, dùng các loại trang nghiêm để chỗ thanh tịnh mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Khi ấy, ở 3000 đại thiên thế giới và 10 phương vô lượng vô biên thế giới khác, trời tứ đại thiên vương cho đến trời quảng quả